Cả nhà ơi, bây giờ mình chuẩn bị đi làm nha cả nhà. Đây, đem đồ ăn đi làm ăn nè. Đó. Bây giờ là bà chủ đang đợi chở mình đi ha. Trời ơi. Trời, bây giờ mùa hè ở đây á thì nó còn vui. Mùa đông cũng hơi buồn à. Cái khu em mình ở thì nó hơi lạnh. Bây giờ mình vô xe với cả nhà ha. Đi ra. Chào bà chủ. Ôi da, chết rồi, bà chủ ơi, cầm cái này giùm. Mình thắt dây an toàn đã ha. Đó, bây giờ chuẩn bị đua. Tire pressure monitor system : 36 and indicator is on. AccuraLink can help you decide what to do. Dot MW message number. Từ cái khu nhà mình đi ra quốc lộ ha. Đi đường quốc lộ cho nó nhanh đó cả nhà. Hơi nóng quá bà chủ ơi. Cho e lên. Cho e thì nó hơi ồn á. Xá thì sạch sẽ nên chi với rộng nữa nên chi mình đua được chứ vô Sài Gòn mà đua cái gì nổi, buổi sáng là kẹt chết luôn, bây giờ Sài Gòn ngày nào cũng kẹt. Ra hết cái khúc đường này là mình bắt đầu ra chạy cao tốc cho nó nhanh á. Bây giờ mình chạy cao tốc nha cả nhà ơi, đi đường cao tốc á, chạy nhanh về chạy nam tới tiệm chứ. Chắc chưa về, tối mới về. Nhanh tới tiệm để mình làm khách ha. Sáng nay có khách sớm mà người làm không có đủ á, nên chi phải tranh thủ để mà làm cho nó kịp á. Đường cao tốc thì không có gì chia sẻ hết, chỉ là cái đường trần. Cái cao tốc ở chỗ em mình á thì nó ít cái gọi là sao, cái lane là gọi là cái gì, tiếng cái gì gọi là chia đường hả. Còn bên mình thì nó nhiều, nó lớn hơn, nó tới 6 cái đường lận, rồi xe chạy tốc độ cao hơn nhiều. Còn bên này thì nó độ chạy trên 100 thôi, km giờ thôi. Bên này cái tỉnh này nó nhỏ, nó giống như tỉnh miền Trung của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà làm ăn thì nó ngon lành hơn, thuế rẻ hơn, nhà cửa rẻ hơn, nhưng mà hơi lạnh. Bây giờ tới tiệm rồi cả nhà ha. Bây giờ mình đi vô làm đây. Ôi trời chà. Xách cái giỏ đồ ăn nữa. Đây là kêu là Plaza cả nhà. Bên này á. Đó. Giờ bắt đầu vô mở tiệm. Buổi sáng sớm trời hơi lạnh lạnh. Mình vô tiệm nha cả nhà ơi. Đó, em nhân viên. Em nhân viên đi lui sau. Nói vậy với thằng cháu mình đó cả nhà. Hello cả nhà. Em xin mời cả nhà ăn sáng với em ha. Cái này là mắm ruốc á. Đây. Ăn với rau luộc ha. Rau lang luộc với lại thêm cái gì ta, cái này làm cái gì ta, quên tên. Bi đao luộc.
Xong rồi có thêm nữa là rau salad son đó, làm gỏi theo kiểu Huế cả nhà. Nè, nó vậy nè. Đó. Đây. Ăn đỡ ngán. Đây là cá hường chiên. Em xin mời cả nhà ăn sáng với em nha. Ở ngoài có khách. Ngon quá trời ngon luôn á. Ngon quá. Ăn thử cái này với em ha. Làm gỏi á, để em xíu về nè, nó thấm vô á, ăn ngon. Thịt bò với cà chua nha cả nhà. Buổi sáng là em phải ăn sáng, không thôi đói bụng lắm. Ngon quá. Cả nhà mình ăn sáng uống cà phê chưa ha? Sướng ha, ở Việt Nam sướng. Cái đôi đũa này nó đơn khó gấp thiệt á. À, miếng rau lang nữa. Cái hoẹt này lâu lắm rồi á, em không có được ăn. Ăn cái rau ngon thiệt. Rau luộc á. Vậy thôi em sửa soạn chuẩn bị vô làm cả nhà ha. Em cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc ha, tràn đầy niềm vui. Bye bye.